Ơ cái giò nữa kìa, quá trời bự, con giò quá trời bự. Đây cái đầu. Dơ lên chú Tranh, đó, trời ơi cái giò bự kìa. Vô kỹ rồi. Đó, nghe phật luôn, nghe cái phật luôn rồi đó. Vô hả? Trời ơi, có vô bự kìa cái đầu. Dơ lên chú Tranh, đó, trời ơi, có vô bự kìa. Chú cha nóng mò hoài không dính, ông làm biến. Ba ký rưỡi đó, 3,5 kg không? Trời ơi, cái giò nữa kìa, quá trời bự, giò quá trời bự. Cái mè này họ lấy 1 ký nhiêu chứ? Cái mè đó họ lấy 1 ký nhiêu? Bự bự không, còn có 20 thôi. Đó luôn đi, đừng trừ mẹ luôn đi. Con hai hai con. Rồi được như vậy. Để ngồi nó mở cục được đi nhảy nữa. Năm đuôi. Rồi cục lại đi, đừng nghĩ đó. 30, 30. Tại vì có chép bụng á, làm chạy cái chép mấy con để lại không được. Nhiều quá, cá chép có 12 ngàn mà bán gì vậy? Cái trái có 12 ngày mà bán gì vậy? Để có 50, có 50 ký à, có mấy con rồi gọi rồi. Nhiêu ký rồi? Lấy cái vỏ nè, tôi xúc cho vàng nữa. Lấy vỏ nữa. Lấy sọt rồi, xúc tiếp đi cho anh. Chưa trừ bì đó. Nhiêu rồi? Mới trúng vậy đúng không? Dột lâu lắm mà nó quay quay qua ngoài đụng. Rồi.